Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và đang trên hành trình đi tới những cái bản làng rất là xa xôi của người đồng bào dân tộc ở Mông, và đồng hành với mình ngày hôm nay là một anh chàng người Mông đúng không? Vâng. Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 25 ạ. 25 ạ. Vâng. Em tên là gì? Em tên là Dạ Vang. Vang à? Vâng. Anh nghe nói là cái đường đi vào trong này nó khó lắm ạ. Vâng. Quanh đây thì là đường nào nó cũng khó như này hay là mỗi con đường này? Nói chung là có một đoạn ở đi vào Nả Háng là nó còn khó hơn đây nhiều nữa anh. Nả Háng khó hơn. Vâng. Còn cái trước mắt mình đi là cái bản nó tên là gì? Bản từ đây đi anh. Ừ. Vâng. Dưới này là có một bản là bản Cú Vá. Cú Vá. Cú Vá. À. Vâng. Cái tên rất là vùng cao mà nhiều khi mình còn nghe không rõ. Vâng. Nhưng mà cũng may là ở đây thì mặc dù nó là cái đường nhỏ thôi nhưng cũng đã được đầu tư đổ bê tông rồi nhỉ? Vâng. Cái này là bà con mình tự cùng nhau làm à? Vâng, đây là cả xã này mỗi người chia mỗi người một vài trăm mét để làm ấy. Nhưng mà là tiền thì rất là tiền của bà con hay là tiền của... Tiền em cũng không biết được, nhưng mà như theo như em được biết ấy thì cát sỏi ấy thì mình... cát sỏi thì mình tự túc anh, còn xi măng thì có đập thì bọn em như 2020 ấy thì bọn em góp tiền để mua xi với cả cát sỏi. Còn những cái năm khác thì nó là nhà nước hỗ trợ. Nói chung là phải cả ý đảng lòng dân nữa, vâng. Cả nhà nước rồi cả nhân dân cùng nhau làm thì nó mới có những cái con đường như này. Vâng. Mới có đường để đi, chứ còn ngày xưa nó là đường đất thì đúng là quá là vất vả để đi lại. Vâng. Cái khu vực này còn nhiều cái con đường đất không hay là đều đã được? Đều đã được xã ơi bản nó khắc phục gần hết rồi. À thế thì tốt quá nhỉ. Vâng. Cái đi lại dễ dàng thì mọi thứ nó sẽ phát triển hơn. Vâng. Ở trên Mù Cang Chải thì cái thời tiết hiện tại nó cũng rất là mát mẻ mọi người ạ. Và ở đây thì hầu như là đồi rừng nguyên sinh nhỉ? Vâng. Rừng đây là được nhà nước bảo vệ đúng không? Vâng. Bà con là chỉ được lấy cành khô thôi à? Vâng. Lấy củi để đun nấu là chỉ lấy những cái cành nó rơi xuống thôi đúng không? Vâng. Ừ. Thế Vang là ngày xưa học hết lớp mấy? Em học hết lớp 11 rồi anh. Ồ, sao không cố nốt lớp 12 đi? Vâng, do nhà nó điều kiện nó khó khăn. À, mình không theo được nữa. Vâng. Xong rồi nghỉ học xong về lấy vợ chưa? Em lấy vợ rồi. Mấy cháu rồi? Hai cháu. 25 tuổi, hai đứa con rồi. Có khi con học lớp mấy rồi? Con em năm nay học lớp 3 tuổi. Rồi, lớp 3 tuổi rồi. Vâng. Để đi vào được bên trong những ngôi làng đó thì theo như lời Vang cũng như là mọi người ở đây đi khoảng hết nếu mà đi xe máy hết 40 phút à? 30-40 phút đúng không? Có khi hơn này. Hơn à? Vâng. Lúc đầu thì tôi định là sẽ đi bộ, nhưng mà nghĩ rằng là nếu mà có một người địa phương đi cùng thì sẽ tốt hơn, sẽ an toàn hơn, và cái thứ hai nữa là mình cũng dễ để tiếp xúc với mọi người ở phía bên trong hơn. Nhưng mà anh hỏi tí là trong đấy có điện nhá? Trong này anh, ừ. Trong này không có anh. Tất cả những cái bản ở trong này không có điện đúng không? Vâng, chỉ có mỗi bản Chế Tạo với bản Tà Dông nó có điện thôi. Còn bốn bản khác là không có điện đấy. Không có điện. Nguồn nước sinh hoạt thì sao? Cũng nói chung là cũng có nhà thì cũng gọi là được rồi, nhưng mà có nhà thì cũng rất là thiếu thốn anh. Sóng điện thoại? Sóng điện thoại dưới kia nó không có anh. Coi như là mọi thứ đều bằng không hết đấy nhỉ. Vâng. Điện không có, điện thoại không có, nhưng mà có đường đi. Vâng. Có đường đi thì kiểu gì những cái thứ đấy nó cũng sẽ vào sau thôi nhỉ. Vâng. Ôi, bây giờ phải đi qua một cái cây cầu gỗ đấy. Mù Cang Chải cũng là một địa phương, là một cái vùng đất mà rất là hot về du lịch và cũng có rất nhiều những cái cảnh đẹp, mùa vàng, mùa lúa. Thế nhưng mà ở trong cái khu vực này thì theo anh được biết thì rất ít có sự xuất hiện của khách du lịch đúng không?
Vâng ạ. Hầu như là không có. Bởi vì để đi từ trung tâm huyện vào đến đây, chúng tôi phải đi một cái quãng đường hết khoảng là gần 2 tiếng. Đó, xong rồi là bây giờ còn phải đi bản làng nữa. Thì nó cũng rất là xa, nó không thuận tiện cho cái việc là đi du lịch. Trông đường bê tông thôi nhưng mà cũng run phết đấy mọi người ạ. Vì vang chỉ cần kiểu chạch tay lái một chút thôi nhỉ. Anh em mình có thể nằm đường ngay. Tôi đã gặp một cái xe ngược chiều rồi đấy luôn. Và chị ấy phải đứng lại để cho xe bọn tôi lên. Nhưng mà chị ấy đèo cái tải gì ấy? Rau lợn anh ạ. À, rau lợn thế ạ? Vâng. Tưởng là cái giống quả gì. Không ạ. Thế ở đây mọi người có trồng được cái thảo quả hay quả gì để bán không? Thảo quả thì cũng được anh ạ. Thế chủ yếu thì mọi người sẽ làm cái gì để ra tiền? Bọn em ở đây thì nói chung là về cái làm tiền thì bọn em nó không có cái gì để làm ra tiền, chỉ có như mỗi năm thì bọn em thu hoạch thì chỉ có một ít thảo thôi. À, mỗi năm làm được ít thảo quả thôi. Vâng. Bây giờ lại gặp một xe ngược chiều nữa mà. Cái việc tránh nhau nó rất là khó. Rất nhiều những người dân họ đang đi lấy rau lợn à. Cái này rau lợn à cô? Măng à? À mọi người đi hái măng. Ủa, anh vẫn thấy có sóng di động mà. Trong này vẫn có ạ. Đây vẫn có anh. Thế nãy bảo hỏi không có sóng là bảo không có sóng. Tí vào trong kia rồi anh mới không có. À, tí vào trong kia mới không có. Vâng. Mình vừa check thì vẫn thấy có sóng. Vâng. Bởi vì đây có sóng nhưng mà đây có sóng nhưng mà nó là bên Sơn La phủ lên thôi anh. À, sóng ở bên Sơn La nó chạy sang. Vâng. Chứ không phải sóng ở Yên Bái nó chạy vào. Không phải. Thế là mình dùng ké sóng của tỉnh khác à? Vâng. À, đấy mọi người đang dừng làm gì đấy? Ồ, chào mấy anh em nhá. Mọi người dừng làm gì không biết. À, cây này là cây táo mèo đây đúng không? Vâng. Cây sơn tra. Hết mùa hoa rồi nhỉ? Vâng, hết mùa hoa. Có vẻ như ngôi làng anh em chúng tôi tới thì bên trong ngôi làng theo như tôi nhìn trên cao thì hình như là không có đường bê tông đúng không? Đấy, đường đất thôi. Trong làng ấy nhỉ? Vâng. Được cái thì thời tiết rồi không khí rồi cảnh vật thì rất là đẹp. Cây cối còn rất là nguyên sinh. Ở đây anh nghe nói là còn có cả nơi mà có những cái con động vật quý hiếm ấy. Thì là nó ở đâu? Nó ở như những cái khu vực này, nó ở loanh quanh đây ha. À, ở loanh quanh đây á? Vâng. Loanh quanh thì nó sẽ có những cái con gì? Như lợn này. Lợn rừng? Vâng. Ôi, vẫn có lợn rừng á? Ờ, vâng, bên này vẫn có. Ôi, thế em có bắt được lợn rừng không đấy? Không rồi. Không à? Ui, tí nữa thì hình nhau. Em có ăn thịt lợn rừng không đấy? Có thì mới ăn thôi anh. Thế những con khác thì sao? Như lòi ạ. Lợn lòi? Kiểu như là như hoán này. Hoán à? Vâng. Có cả hoán? Vâng. Mấy con kiểu sách đỏ có? Sách gì ạ? Mấy con mà nằm trong sách đỏ có? Có anh. Như là con gì? Như là gà lôi này. Gà lôi? Vâng. Như khỉ này. Gấu. Gấu à? Vâng. Ôi, có cả gấu à? Vâng, có anh. Bên này vẫn còn.
Nhưng mà mọi người có đi săn nó không đấy? Không mày. Ừ. Đây là nó là động vật quý hiếm. Cũng nhà nước cũng tuyên truyền vâng. Rồi mọi người cũng ý thức rồi đúng không? Vâng. Chứ ngày xưa là anh nghĩ là cũng đi bắt đấy nhỉ? Ngày xưa như các ông cụ của em ấy thì nó đi anh. Ừ. Nhà có còn cái móng gấu, móng hổ gì không? Không anh. Không có. Vâng. Những cái đấy là thất truyền. À, vâng. Mất hết rồi đúng không? Vâng. Những cái đấy thì cái giá trị nó cũng rất là cao. Vâng. Bán tôi thấy cả tiền triệu, mấy chục triệu. Vâng. Chuyến đi ngày hôm nay có vẻ khá là yên bình, khá là nhàn nên bởi vì tôi ngồi xe máy từ phía ngoài đến tận trong này. Hầu như là không phải xuống xe một chút nào luôn, đường đi rất là đẹp. Ở đây đồng bào người Mông là gốc sẵn ở đây hay là du canh du cư em? À, gốc sáng ở đây. À, như em cũng là vâng. Mấy đời sống ở đây rồi đúng không? Vâng, em tính theo như các ông cụ nói thì ông cụ của em ở đây là được 6 đời. 6 đời rồi. Vâng. Ôi, chúng tôi lại gặp một cái xe ngược chiều và rất khó để có thể tránh nhau. Rồi. Em chào anh ạ. À. Đi đâu đây anh? Hả? Cho con đi học à? Phòng giáo viên. À, giáo viên à? Vâng, đi đón học sinh ra học. À, ôi thầy giáo vào tận đây đón học sinh đi học. Vâng. Ôi vất vả nhờ. Các cháu kiểu nếu mà đi bộ thì cũng xa ấy nhỉ. Đúng không? Đi bộ nhìn đi xe như này thôi anh ạ. Đi bộ thì anh phải mất khoảng một buổi. Hơn buổi. Thầy vất vả nhỉ. Vâng. Đi đón học trò đến lớp. Để đảm bảo được cái sĩ số lớp học trên vùng cao thì nó cũng là một cái gì đó rất là vất vả ấy. Vâng. Rất là kiểu nó là tôi nghĩ là cả một cuộc chiến luôn ấy. Vâng. Vừa là vận động vừa là rất nhiều những cái biện pháp, rất nhiều những cái cách để có thể đưa được các cháu tới lớp. Vâng. Nên trong này thì trẻ con được đi học hết không? Vâng. Theo em biết ấy. Theo như em biết thì trong này thì hầu như là được đi hết. Các cháu còn đi chỉ còn khoảng vài đứa. Vài đứa là không đi học. Không? Vâng. Có thể là do hoàn cảnh gia đình hoặc là có thể là do không thích đi nhỉ? Vâng. Nó cũng nhiều yếu tố lắm. Vâng. Nhưng mà để đảm bảo được cái sĩ số ở lớp học thì thầy giáo phải đi mấy chục cây đi đón học trò tới lớp. Vâng. Cũng phải tâm huyết lắm mới làm được cái việc đấy. Trong bản, trong cái xã của mình ấy có nhiều bạn đi học đại học không? Trong này ạ? Trong này cũng có anh. À. Vâng. Hầu như là trong này thì ví dụ như mình bố mẹ nó mình không có điều kiện thì mình không đi thật, nhưng mà những cái bạn khác thì nó bố mẹ có điều kiện thì nó đi hết. Ừ. Vâng. Nói chung là mặc dù đây là một cái vùng rất là xa xôi hẻo lánh, nhưng mà qua cái lời kể của Vang thì tôi thấy rằng là mọi người cũng rất là quan trọng cái việc đi học nhỉ. Vâng. Để thay đổi cuộc đời, để tiếp cận được nhiều cái thứ nó tốt hơn. Vâng. Còn như Vang thì hơi tiếc một chút là mới học hết lớp 11 thôi. Vâng. Nhưng mà chắc chắn là đời con Vang thì kiểu gì cũng sẽ được đầu tư nhỉ? Vâng. Em sẽ cố gắng hết mức. Có xuống cái bản này không anh? À, xuống là... bản này nhá. Hay là không xuống hay là xuống đây? Xuống đi nhỉ? Xuống ạ. À, cái bản làng đầu tiên mà tôi nhìn thấy trên cao. Vâng. Ôi rồi. Để vào được đến đây thì bây giờ cũng đã gần hơn 11 giờ trưa rồi mọi người. Ôi rồi. Đi vào cái bản này nó đường bé quá. Vâng. Tôi bị cái sức ép của dốc nó ép sát người vào Vang rồi. Ngày nay thì mình cũng muốn tới những cái bản làng xa xôi của người đồng bào trên vùng cao để xem là khu vực Mù Căng Chải, Yên Bái thì cái cuộc sống của họ diễn ra như thế nào, nó có cái điều gì nó đặc biệt và khác biệt so với những cái bản làng khác mà tôi đã từng đi không. Rồi có thể là cứ đi ra giữa làng đi nhỉ. Đấy, một cái ngôi nhà đầu tiên rồi. Ôi, cái đường vào làng nó bé hơn cái đường phía bên ngoài. Vâng. À,
ở đây thì nó là cái địa hình núi đồi ấy, thế tôi nghĩ rằng là cái nước sinh hoạt thì nó cũng dễ dàng hơn những cái vùng khác nhỉ. Đấy, bà con có bắt những cái ống nước đi ngang đường ấy, chứng tỏ là có những cái nguồn nước như là suối nhỉ. Mà nước ở trên vùng cao thì thế mà nước ở trong lòng núi ra thì nó rất là sạch, nó còn có vị ngọt ngọt ấy, nó giống như là cái nước khoáng chúng ta uống ấy. Ví dụ nước ở miền xuôi chúng ta thì nó sẽ bị lọc qua rất nhiều lớp, nó có được cái nước sạch, nhưng mà nước ở trên này chảy trực tiếp từ trong lòng núi lòng đồi ra, dùng thì nước rất là ngọt. Ai giờ có vẻ như anh đang bị ép vào em quá nhiều đấy. Không sao. Bây giờ chúng tôi đã đến được trung tâm của bản thì phải, nào đỗ xe ở đây đi nhỉ. Ôi giời ơi, ép sát vào người nhau luôn. Rồi bây giờ em cất xe đi nhỉ. Ồ chào anh nhá. À, nhà mình đây à? Vâng. Chào em bé nhá. Ôi ông anh trông cơ bắp cuồn cuộn thế. Đấy con mình à? Vâng. À, cháu mấy tuổi rồi? Cháu 10 mấy tuổi rồi? Làm gì mấy mấy nhỉ? Này chắc 2 tuổi thì 2 tuổi thôi. Mà anh là bố nó à? Vâng. Chưa đến 2 tuổi đâu. Có mười mấy tháng tuổi. Sao bố lại để cháu thò lò mũi kia? Chán bố thật đấy nhỉ. Này, bố cho con này. Ăn kẹo được chưa? Ăn kẹo được chưa? Ăn được rồi đấy. À, thế hôm nay mình không đi làm gì à? Hay ở nhà trông con ốm à? Chở xi măng về. À, đi chở xi măng á, chở xi măng để à đây mọi người đang chở đây à? Đúng rồi. Chở xi măng để làm gì ấy? Đi đổ cái đường đấy đấy anh ơi. À mọi người cùng nhau đổ xi măng để làm đường à? Vâng. À. Để tôi thấy những người dân họ vẫn đang đi ra ngoài để vận chuyển cái xi măng về. Ok, thế chú đi nhá. Bye bye em bé nhá. Đi, vang đi, anh em mình đi chơi đi. Nhưng mà em để xe này có vẻ là hơi vướng mọi người đấy đúng không? Vâng. Tại sao mình lên mình đẩy vào trong này một tí. Mình đi xuống dưới này một chút đi. Cái ngôi làng này tôi thấy cũng khá là thú vị khi mà có rất nhiều cây rất là to như này. Và theo như lời vang thì cái cây này để dùng để làm nhà thôi. Và bây giờ thì mọi người vẫn đang tiếp tục vận chuyển cái xi măng để về làm một cái con đường nữa. Có vẻ như là mọi người đang rất là hào hứng với cái việc mà có những cái con đường mới, những con đường đẹp để đi lại. Đây rồi, chắc đây là nơi tập kết xi măng này. Rất nhiều những bao xi măng. Ồ, cháu không đi lớp à? Không ạ. Sao lại không đi lớp? Đau. À, cháu bị làm sao? Bị đau. Bị đau á? Vâng. Bị ngã à? Không. Bị làm sao? Đau. Chú xem chỗ đau nào. Ôi, cháu cuộn hết cả người vào này á? Vâng. Chả biết nó bị làm sao mà băng bó bằng cái vải rất là nhiều như này. Nó bị mụn của anh ạ. Mụn á? Vâng. À, đỏ. Bị nhọt đấy hả? Vâng. Là nó mới nghỉ học. À. Vâng. Để, chú cũng chả biết cháu bị làm sao, bây giờ cũng không vạch ra xem được. Nhưng mà cháu đi học có đi học giỏi không? Không. Không á? Đi học xa không? Đi tít ra ngoài đấy hả? Xa. Xa, ở xã đấy hả? Hôm nay ở nhà với ai? Một mình. Một mình đấy hả? Là cái cháu sẽ ngồi trông cái xi măng này. Đúng. Để làm đường đúng không? Đúng. Ừ. Vang ở đây là xi măng để là cá nhân tự làm hay là? Vâng, cái xi măng này là xã nó hỗ trợ lên cho mỗi bản mỗi ít. À, nên là để làm cái đường cho nó thuận tiện đi anh. Ồ. Vâng. Tốt quá nhỉ. Vâng. Quan trọng nhất là cái xi măng vì cái này mọi người không tự làm được nhỉ. Vâng. Còn đá sỏi thì mọi người vẫn tự làm được. Vâng. Còn ở đây thì nói chung là cắt sỏi thì phải chở từ xá lên đây. Ừ. Đấy, thế cháu bị nhọt thế cháu có đưa chú đi chơi một tí được không? Có. Có á? Hay đi chơi cùng chú không? Nhưng mà phải trông xi măng mà nhỉ? Bây giờ làm nào ta? Có sợ người ta về lấy mất xi măng không? Không. Không à? Thôi được rồi, chú trêu đấy. À, chú ngó qua nhà cháu tí nhá. Đây là một ngôi nhà của người đồng bào Mông ở khu vực Mù Căng Chải, Yên Bái. Tôi thấy là cái phong cách nhà cũng khá là giống với bên Sơn La, còn khác với bên Hà Giang. Nhà làm bằng gỗ và cũng có cả những cái quả ngô giống nữa.
và cũng rất là nhiều củi. Nói chung là ở đây thì nó là địa hình đồi rồi, là củi nó là kiểu quá nhiều rồi, mọi người cũng tích trữ được nhiều để đun nấu lấy thêm mà. Ở đây các bạn có hay ăn thạch không? Có. Thế à, thạch này mà được ướp đá thì ngon lắm nhỉ. Đấy, cứ lấy nhiều vào. Đi, bây giờ anh em mình đi tiếp đi. Này, em làm tí cho nó kiểu đỡ tụt đường huyết đấy. Đi với mình thì nhiều khi phải đi có xuyên chưa hơi mệt. Vâng. Bây giờ thì hai anh em chúng tôi lại thử vòng vèo một chút cái ngôi làng này xem có gì thú vị không. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên mình tới mà Vang thì cũng ít tiếp xúc cái ngôi làng này, cũng chỉ biết thôi. Ở đây mọi người trồng nhiều cây ấy nhỉ, rất là nhiều bóng mát ấy. Cây này ạ, cây này là nó tự sinh ra. Đấy, tự sinh ra. Vâng. Kiểu như là nó tự, kiểu như là mình chỉ cần không chặt nó đi thôi. À, nó tự sinh ra. Nó có thể tự... Tự sinh ra, tự lớn lên nhỉ. Vâng. Đấy, thành cái cây. À, bây giờ phải đi qua một cái cổng này. Vâng. Những cái tải này là tải gì? Cát anh ạ. Cát à? Vâng. Ui, mọi người phải cho cát vào bao tải như này để làm vâng. đường à? Vâng. Cũng gian nan nhỉ. Mở được một con đường cũng vất vả thật đấy. Thì cái địa hình nó khó ấy. Bây giờ có hai đường, em muốn đưa anh đi đường nào? Đường này mới có người, đường dưới này không có ấy. Đấy, nếu mà theo quán tính của tôi sẽ đi cái đường dưới ấy. Có người địa phương đi cùng thì mình sẽ những cái lựa chọn mình nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mình không phải suy đoán rồi, không phải quyết định nữa. Đây này, chỗ này thì cũng sẽ chuẩn bị đổ bê tông đúng không? Vâng, chỗ này thì chắc là sau này anh ạ. Có cái đường này là nó xuống, cái đường này nó xuống Mường La. Xuống Mường La à? Vâng, Mường La vào chỗ Sơn La. À, đi sang bên Sơn La à? Vâng. À, là sang một cái khu vực sống khác của người Mông nữa đúng không? Vâng. Và bây giờ mọi người sẽ làm đường để đi sang đấy. Vâng. Ồ, hay quá nhỉ. Đường, nói chung là trải nghiệm đường sống nhất thì thực chưa đến nay thì em đi cái đường dưới này là nó sống nhất. Sống nhất á? Vâng, dưới này. Hay là mình có thử không nhỉ? À, thôi á? Vâng. Ôi trời. À, em... có sự chùn bước của Vang rồi. Thực ra là đi nhiều nó cũng xót xe chứ nhỉ? Vâng. Cả nó cũng mất sức ấy, mệt ấy. Cái bản này nó cũng thưa nhà nhỉ? Mọi vâng. người cũng làm nhà khá là xa có nhau. Có 15 hộ thôi. À, có 15 hộ thôi. Vâng. À. Tôi còn chưa gặp được thêm những cái người dân ở đây cơ. Có vẻ như là họ đang đi làm ăn thì phải. Mà cái sắc màu trang phục ở đây nó cũng khá là khác. Đây này, đây là quần áo đàn ông à? Đồng phụ nữ. Đây đồ phụ nữ á? Vâng. Ồ, nó lại không được nhiều sắc màu lắm nhỉ? Vâng. Nó không quá sặc sỡ như những người đồng bào Mông khu vực khác. Không biết đây là người Mông trắng hay Mông đen? Đây là Mông trắng anh. À, Mông trắng à? Vâng. Đấy. Nó có sự khác biệt về trang phục. Hôm nay có vẻ là khá là vắng vẻ đây. Vâng. Giờ vẫn chưa gặp thêm những cái người đồng bào ở đây. Ồ. Trong làng thì không có đường bê tông để đi lại. Nhưng mà nhà cửa thì cũng rất là xa nhau và bây giờ làm nào ta? Bây giờ đố Vàng tìm cho anh được một vài người ấy. Như nào ấy? Đây này, ví dụ ngôi nhà này thì làm sao để nhận biết là sẽ có người ở nhà? Như là kiểu như là nó đố bếp. À, thì mình sẽ biết là nó ở nhà. À, nhà khói bay ra đúng vâng. không? Thì bây giờ theo phán đoán của chúng tôi thì ngôi nhà này không có khói. Vâng. Toàn gà qué, nhiều gà qué đấy nhỉ? Hôm nay là nó đi chở xi măng hết anh. À, tất cả mọi người đều đi chở xi măng à? Vâng. À. Nói chung là trẻ con bên này nó đi học hết đấy. Chỗ riêng vào cái bản này thì trẻ con nó đi học hết. Ừ, đi học hết là mừng rồi. Vâng. Giờ mình cũng không hy vọng và mong muốn gặp được các cháu những cái ngày mà trong tuần như này. Thì gặp bọn nó thì y rằng là có vấn đề. Vâng, bên này thì ví dụ như là bên mò non này. Ừ. Bên mò non thì các cô như hiệu trưởng, hiệu phó và các giáo viên khác thì nó sẽ vào đến tận nhà để xin con đi học. À, thế cơ hả? Vâng. Ồ, tuyệt vời quá. Nên là mọi người đến đây, xong rồi là thế tôi cứ giao con cho cô là được đúng không? Vâng. Còn không cần phải lo lắng gì nữa. Vâng. Vào tận nhà để xin các cháu bé để cho các cháu đi lớp. Vâng. Tuyệt vời nhá. Gì đấy? Có tiếng người à? Vâng.
À, đây rồi. Có một cháu. Tôi thấy hai bà cháu. Bây giờ thử làm quen với người phụ nữ ở đây xem nào. Bà đi làm gì vậy đấy ạ? À? Bà là chị Pau à? Ôi dồi ôi, em bé đi nắng nôi này mà không đội mũ bà à? Ừ, chết rồi. Ôi dồi ôi, tôi thấy bà nắm một... nắm gì đây? Gì? À. Gì? Gì à? Gì là nấm à? Ôi dồi ôi, tôi chụp ảnh này, cậu cứ... Bà đi hái nấm. Bế cháu đi. Nhưng mà đầu không có tí mũ nào này. Trong này có gì không? Chụp ảnh cho... À. Chắc là vừa đi làm nương về. Ôi có bố hà lên. Nhà bà đâu nhỉ? Mô mô bố hà lên mô nhỉ thì tôi cũng có lẽ. Em đang nói cho bà biết là mục đích của chúng ta là gì đúng không? À. Thế này, em bé có muốn đi một đôi dép không? Chú tặng một đôi dép nhá. Thấy đi chân đất này. Chân nẻ cả ra rồi. Chú tặng con một đôi dép nhá. Nhà này như có hai bà cháu ở nhà thôi à? Vâng. Anh nhờ Vang một chút đấy. Vang thử Vang cởi cái túi này ra xem Vang xem có đôi dép nào vừa với chân của cháu không? Một đôi thôi. Cái gì? Vào nhà á? Ừ, như chị này. Cháu bảo chú vào nhà á? Hay là nó nói tiếng Mông đấy? Hả? Đi lùng mẹ. Mông hay lùng Kinh đấy? À, con bé rất là dễ thương. Ờ, vào nhà nhá. Ừ, ok, vào nhà luôn. Mình biết thừa cô bé nói không phải là cái từ vào nhà, nhưng mà thử vào nhà của cô xem như nào. Mình thấy có mỗi hai bà cháu ở nhà đó, chắc là bố mẹ cũng đang đi chuyển xi măng thì phải. Anh ạ. Đây là một ngôi nhà mà rất là gọn gàng, sạch sẽ này. Mọi người nhìn xem, cũng khá là rộng. Bây giờ để xem phản ứng của cô bé là... không sợ. Không, bây giờ chắc là em phải đưa cho bà. Đưa cho bà ấy. Có khi nó chưa quen đi dép ấy. Ơi. Ôi trên rồi. Chú có ý tốt mà làm cháu khóc rồi này. Mình có cái để dụ trẻ con. Đây này, đây này. Ô, đấy nữa cơ mà. Chú có làm gì cháu đâu. Chú có làm gì cháu đâu. Này, cho con này. Ôi cháu là kinh đi. Khóc mà vẫn cầm mà. Đều thế. Thôi được rồi. Thôi, được rồi. Người ta biết rồi, đuổi khéo gì. Thế cứ nói bảo vào nhà mà. Bạn nhỏ này tôi nghĩ rằng là bạn ấy cũng ít tiếp xúc với người lạ, còn nhỏ chứ còn ra ngoài nhiều. Mà tôi thì lại là một người rất là khác biệt so với mọi người ở đây, nên là bạn ấy sợ cũng đúng rồi. Rồi, biết đuổi khéo rồi, người ta tự đi, không phải đuổi nhá. Đáng ghét. Đáng ghét. Ừ, người ta đi rồi, không phải đuổi nhá. Nhớ mày. Đấy, phía bên ngoài nhà của cô ấy tôi thấy cũng trang bị được rất nhiều những cái máy móc hiện đại để phục vụ cho việc chăn nuôi. Đây này, đây còn không biết là cái máy gì, trông mấy tầng liền. Và nước cũng rất là đầy đủ. Nhà cửa thì khá là đẹp, đều làm bằng gỗ. Một cái phong cách nhà rất là giống với những người đồng bào Mông của bên Sơn La. Ừ, biết rồi, đừng có đuổi nữa, người ta tự đi. Không phải đuổi. Ừ, người ta tự đi nhá. Hy vọng là cô bé sau khi mình đi thì cô bé sẽ vui vẻ với cái món quà mà mình mang đến cho bạn ấy. Chào cô nhá. Mê nhỏ tớ. Dạ. Đi anh em mình lại đi. Vâng, đi thôi. Ở đây chỉ có 15 nhà thôi nhỉ. Vâng. Và cái việc mà mọi người ở nhà thì cũng ít ngôi nhà có người ở nhà quá. Vâng. Bây giờ tôi với Vang lại phải di chuyển sang một cái khu vực khác, ngôi nhà ở chỗ khác. Mình lại đâm thẳng xuống thế này à? Vâng. Có đường à? Có đường. Vì mọi người sống khá là thưa, sống khá là xa nhau ấy. Mà cái địa hình ở đây nó lại là dốc đồi ấy. Để đi sang nhà nhau nó khá là khó. Ôi chà.
Có vẻ như gia đình này cũng... Gia đình này nó đang có con, sợ mình không vào được. À, con nhỏ là không cho vào nhà. Không biết có vào được. Em thấy sợ. Nhiều người lắm, cứ thử vào nhá. Anh... Hả? Thấy ông em có vẻ hơi chần chừ nhưng mà... Tôi thì... cứ thử vào xem sao. Thấy rất nhiều tiếng người trong nhà rồi. Anh chị ơi! Mình có ai ở nhà không? Ồ! Cái này có phải cái cửa để đi không chị ơi? Không phải đâu, không phải. Anh... À, vào nhà chơi được không? À, à ok. Tôi thấy có một cô gái khá là trẻ ở trong nhà rồi. À, vào, vào đi à? Vâng, em vào đây. À, không được đi cái cửa mở đấy đúng không? Vâng. Rồi. Thấy mọi người có vẻ thân thiện đây. Ơ, nhưng mà chưa biết là cửa nào nhỉ? Ơ, cửa nào đấy em? Cửa nào? À, nhỏ giò. À, một chị. Đây là đi vào cửa này à? Ôi, mình đi xa quá, mình lại đi vào hẳn cái cửa khác. Em xin phép vào nhà nhá. Ồ, em chào các anh ạ. Em vào nhà chơi tí nhá. Vào đi. Hả? Dạ. Em vào thăm chơi tí thôi mà. Xem mọi người một tí thôi mà nhá. Chơi làm cái gì? À, đang ăn cơm trưa à? Mọi người đang dùng cơm trưa. Thế tưởng... Tưởng nhà mình có trẻ em mà, không không phải à? Không có trẻ đâu. À, không có trẻ à? Không có trẻ. À, thấy mấy anh đang ăn cơm trưa. Nhà thì cũng rất là nhiều thóc lúa. Thế em là bao nhiêu tuổi rồi? À, em năm nay 19. 19 à? Em là con dâu ở đây à? Vâng. Em đến làm dâu à? À, nhưng mà hình như là em mới sinh hay như nào đấy đúng không? Vâng. Thế à? Con được mấy tháng rồi? À, chưa được một tháng. À, cũng không kiêng vào nhà đâu đúng không? À, 19 tuổi mà có con rồi nhỉ? À, thấy gia đình đang ăn cơm thì thấy cô ấy dọn cả bát cả mâm ra. À, thôi chắc là vào ngó qua một tí thôi, tưởng là nhà có trẻ con thì tặng các cháu chút quà. Thế thôi, chắc là anh em mình đi đi nhỉ? Đi thôi. Ừ, mình cũng không làm phiền gia đình nữa. Cô ơi cô, thế thôi mọi người dùng cơm nhá, cháu xin phép ạ. Tôi cũng không muốn ấy, không muốn làm gián đoạn cái câu chuyện của mọi người, cái bữa cơm của mọi người nữa. Mà, chủ nhà vào, chủ nhà vào. Thế em xin phép mời mọi người một chén rượu đi nhỉ? Không nò mó đâu, hổ chớ thôi. Không nò mó đâu. Hổ chớ thôi. Xin phép hổ chớ một chén thôi. Không nò mó đâu. Ôi, tiết canh thì phải. Tiết canh vịt à cô? Tiết canh vịt à? Canh gà. Ui, tiết canh gà hả? Mọi người làm được tiết canh gà cơ. Thôi em lần đầu tiên em phải biết là vùng cao này không bao giờ có H5N1 cá thúy xong là thoải mái. À, không có H5N1 à? Vâng. Em lần đầu tiên đến thăm gia đình em. Em mời mọi người một chén rượu. Vâng, chúc sức khỏe các anh ạ. Vâng. Rồi, con chúc sức khỏe chú ạ. Dạ. Ôi, nhập ra tùy tục. Bà ăn không, cháu mời chung cả nhà một chén nữa. Dạ, mà cháu không uống được nhiều rượu đâu. Kỳ cả, dạ. Ăn tay thì. À, anh, thực ra thì chắc là anh không biết chú là người thổ phương nào nhưng mà dạ. Chú tát đi camera một chút xong là anh nhà mình làm chén rượu đấy nhỉ? À vâng, cũng được. Thế tôi xin phép tắt camera tôi uống với mọi người một chén rượu. Uống xong thì tôi lại bật. Rồi. Mời cô ạ. Rồi. Bây giờ là không, không phải phóng viên, không phải công an đâu. Không phải phóng viên, không phải công an đâu, yên tâm. Em uống một chén thôi nhá. Được rồi.
Tôi với cả anh Vang mỗi người đã uống hết một chén rượu rồi. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Con cảm ơn ông ạ. À không, không uống nữa đâu. Không uống đâu. Anh này là anh trai của cái cô gái kia. Đó, hôm nay anh đến thăm gia đình sau khi câu chuyện mà tôi tìm hiểu. Bây giờ tôi cũng muốn mừng đầy tháng cho cháu một chút. Không biết là cháu nó đang nằm ở chỗ nào. Đang trong buồng. Đang trong buồng à? À đây là đâu cháu nó ở đâu nè? À đang ở bên à cháu nó đang trong buồng nè. À hóa ra bạn ấy ô dồi ôi đáng yêu quá nhỉ. Dễ thương quá. Dễ thương quá này. Chú mừng con đầy tháng này. Đây mẹ cầm giúp con nhé. À đó. Mẹ cũng xinh xắn lắm nhỉ? Mẹ học hết lớp mấy? Học hết lớp 11. Học lớp 11 à? À, mẹ cũng học hết lớp 11 à? Chồng em là bên kia đúng không? À, thôi được rồi. Chúc con hay ăn chồng lớn nhá. Ồ, con trai con gái đấy? Con trai ạ. Con trai à? Ôi rồi. Quá là mừng luôn nhỉ? Con trai đầu lòng. Rồi. Thế không biết là anh Vang anh sẽ ngồi đây lâu, tôi sợ anh ấy ngồi đây hơi lâu. Đi. Thôi em xin phép nhá. Con xin phép ông ạ, xin phép em nhá. Bye bye em nhá. Thôi 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 không uống nữa đâu. Ô rồi từ chị. Không ăn cơm đâu. Mua mắc cơm. Anh em mình làm thêm chén nữa anh em mình đi. Anh em mình làm thêm một chén nữa thôi nhá. Tôi sợ tôi không ăn cơm đâu. Tôi sợ tôi nghiện rượu mất bởi vì không, mình không lấy tiền đâu mà nó mình còn đi mà. Đây bố của đứa bé đây đúng không? Em bao nhiêu tuổi? Em 20. 20 à? À bây giờ em có đi làm thuê đâu hay là ở nhà? Không, ở nhà. Ở nhà thôi à? Xong 12 ở nhà. À, học xong 12 ở nhà. À, thực ra cái rượu này nó vô cùng là nặng ấy mọi người ấy. Rượu thóc à? Rượu lạ. Tôi sợ đi vùng cao nhiều có khi tôi kiểu cũng thành biết uống rượu mất. Rồi con chúc sức khỏe các bà. Cảm ơn nhá. Rồi, cảm ơn nhá. Rồi. nặng lắm, cái rượu này nó nặng đấy. Anh cứ uống đi. Ok. Rồi, ok nhất chị. Bây giờ kỹ năng uống không có, bây giờ kỹ năng từ chối bây giờ cũng không thể từ chối được rồi. Không, đừng rót nhiều nhá. Thôi thế thôi, thế thôi. Khả năng cao là mình nồng độ cồn hơi cao đấy. Rồi vậy nhá, cũng phải em nhá. Em chưa biết là anh ở đâu. Anh tên là Trường, anh ở Hà Nội. Hà Nội. Rất là xa. Lần đầu tiên lên đến đây. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh 91. 91 à? Thế phải hơn em 12 tuổi. Em 23. Hơn em 14, 15 tuổi đấy. 15. Nhưng anh uống một nửa nhé. Thực ra anh không uống rượu. Anh cũng rất là quý nhưng mà anh ba chén là say rồi. Rồi chúc sức khỏe em nhá. Rồi ok. Rồi ok. Không có gì. Xin em ấy. Không uống được. Không uống được mà. Không uống được thật sự. Ê, khán giả bây giờ quá là căng thẳng rồi. Ba chén rượu rồi. Thôi nhập ra tùy tục vậy. Không, em không uống đâu. Thôi anh không ăn đâu. Đây thịt anh cắt của anh rồi, anh không ăn. Say quá, say quá. Nhưng mà anh ăn nghe. Anh không ăn nữa đâu. Ôi, chóng mặt quá rồi. Thôi thôi không ăn nữa đâu. Anh cũng rất cảm ơn gia đình tôi chưa rồi. Giờ cũng không nghĩ là mọi người lại hiếu khách đến vậy. Bây giờ là
Thôi được rồi. Mà ăn bát cơm đi. Chứ anh đã ăn chưa đâu? Tí nữa anh ăn sau nhá. Anh đi vào trong này đi đã. Bây giờ một tí cũng như nhau mà. Thôi được rồi, anh đi vào trong này đi ạ. Có dịp sau đến thì anh đến chơi với em sau, nhưng hôm nay thì phải đi nhiều nơi nữa nhá. Kênh gì may kia em xem. Chào vlog. Chào vlog nhá. Ừ, YouTube nhá. Ờ thôi được rồi, anh nhanh uống được thế thôi nhá. Ông em cũng rất là nhiệt tình mà có lẽ là bây giờ bụng tôi bắt đầu ọc ạch rồi, em ấy còn mang cho tôi hẳn nhưng mà thịt một miếng thịt anh ăn được rồi. Em cầm lên cái bát cái đũa, anh cầm mỗi miếng thịt thôi. Nhập ra tùy tục, xin phép làm miếng thịt. Rất là ngon. Thôi anh đi đây nhá. Dạ. Vào một tí đây anh. Thôi em chào mọi người giúp anh nhá. Để mình bây giờ anh đi trên bảng nhé. Anh đi vào trong nữa. Đi tí nhớ về anh. Tôi phải đi dần ra thì sao? Không thể nào mà uống được mọi người. Lần đầu tiên mà mình bị ép 3 chén rượu ấy. Rồi. Anh vang say rồi đúng không? Anh say rồi đúng không? Tôi thấy anh đi loạn choạng rồi này. Khó. Nhưng mà đúng không, vào nhà người Mông thì cái rượu thì không thể thiếu được rồi. Có những nơi mình từ chối được, nhưng mà có những nơi thì không thể từ chối, khó để từ chối. Giờ ông anh mình bắt đầu loạn choạng. Mình còn đi vào trong nữa mà. Không có nữa. Hết nhà rồi. Hết nhà. Ôi cái gà đấy ngon đấy. Bây giờ anh em mình nhà phải ngược lại thôi. Say quá rồi. Bây giờ để xem tay lái 3 chén rượu. Đấy. Đường nó bé nên là hơi run một tí. Đường bé hơi run. Cái rượu thóc ở trên này nó nấu nó kiểu bây giờ là quay vào chỗ nhà nhỉ? Hả? Hay là như nào? Bây giờ về cái nhà đầu tiên hả? Bây giờ anh em mình về chỗ nấu cơm bên kia rồi hay là như nào ấy? Hay về cái nhà đầu tiên đi nhỉ? Thôi cứ về đi đã. Bây giờ cái khu vực này thì cũng có 15 căn hộ thôi, nhưng mà 15 ngôi nhà chứ phải say rượu rồi. Cuống rồi, nghịu rồi. Bây giờ có 15 ngôi nhà thôi, nhưng mà hầu như là không có người ở nhà. Bây giờ có lẽ là ngôi làng này thì khi mà đến tìm hiểu qua thì mình cũng thấy rằng là mọi người cũng khá là thân thiện, rất là đoàn kết, nhất là trong cái chuyện làng đường nhỉ, để mở cho mình những cái con đường để đi. Thì cái điều đó thì cái điều rất là đáng quý. À đây rồi. Nào, bây giờ vẫn còn nhà này. Trên đường về vẫn còn nhà này, vẫn có người này. Bây giờ vào nốt một cái ngôi nhà này, gặp anh em trai này. Bây giờ tôi đang trong tình trạng lảo đảo rồi. Chào cháu nhá. Cháu mở đường à? À, thế cháu mở đường là đổ bê tông hay là mở đường đất thôi? Mở đường đất thôi à? À, ông cháu 12 giờ trưa đi ra đào đường. Thế cháu mấy tuổi rồi? 14 à? Thế theo chú không nhầm thì là cháu đã bỏ học rồi đúng không? Chưa bỏ học á? Thế sao hôm nay không đi học? Đau răng này không đi. Trời ơi, đau răng liên quan gì đến việc không đi học? Ô hay nhỉ? Đau răng thì có phải đau chân đâu mà không đi học được. Thế đau răng như nào? Mọc răng khôn à hay như nào? Thì cũng chả biết, ở đây chắc có khi các bạn ấy cũng không biết cái răng khôn là gì. Nhưng mà đau như nào nào? Sâu răng à? Vâng ạ. Thế á? Cháu học lớp mấy rồi? Lớp 9 rồi. Lớp 9? À, ở đây ấy, những cái bạn thanh niên như cháu ấy có lập gia đình sớm không? Đây không có thanh niên rồi chứ. Không có thanh niên á? Thế bao nhiêu tuổi trung bình ở đây lấy vợ? Khoảng 17-18. 17-18 là lấy vợ rồi. À. Tôi không hiểu lý do ông cháu này đau răng kiểu gì mà bỏ học được, hay là lười học ấy, đúng không? Phải lười học không? Không phải. Không phải à? Đau thật à? Nghi là lười học lắm, không tin được. Ngôi nhà này thì cũng khá là kiên cố, cũng được làm bằng rất nhiều gỗ. Có cô ở nhà? Vâng. Cô ơi, cô đâu rồi? Tôi đang trong cái tình trạng lâng lâng. Cô đang à, nho giòn. Cô đang làm gì đấy? Chịp bao hải. Chịp bao hải à?
Cháu vào nhà nhá. Đây là anh em ba ngày bây giờ có hai người ở nhà thế à? Vâng. Nhưng mà có một cái điểm chung ấy là những ngôi nhà của người Mông ở khu vực này thì tôi thấy cái sàn nhà rồi cái nền nhà cũng rất là gọn gàng, rất là kiểu rất là sạch ấy, và họ trang bị được rất nhiều những cái máy móc hiện đại như này. Nhưng mà đây là chỉ là những cái máy chạy bằng động cơ xăng với dầu thôi, thì không có điện. Và một cái điều nữa là tôi cũng không thấy có hệ thống đèn điện năng lượng mặt trời gì cả. Có vẻ như là mọi người ở đây cũng không dùng cái năng lượng mặt trời. Cô ơi, ở đây không dùng cái đèn năng lượng mặt trời à? Chị Pâu à? Không, ở đây không dùng không đèn... Không có ấy. Không có à? Vâng, như những nhà có điều kiện thì nó sẽ mua được cái máy... Gọi là máy điện... Điện nước. À. Vâng, cái máy điện nước không phải nam ấy. À. Nó về kéo dưới này hoặc là bên kia về. Nhưng mình không có thì... Mình chỉ sạc máy, sạc đèn các kiểu thì mình chỉ đi mượn, mình chỉ đi sạc nhờ ở bên những cái hộ mà nó có. À, là mình vẫn phải cầm điện thoại của mình đi sạc nhờ ở nhà khác. Vâng. Nếu mà có điện nước thì nó làm được điện nước, không có thì nó phải đi sạc nhờ như những cái nhà nó có điều kiện một tí thì đi sạc nhờ mua đèn về nó. Đúng rồi, đây là sáng ở nhà. Tôi thấy điện thoại của cô này, có thể là nó cũng đang hết pin rồi thì phải và... phải mang đi nơi khác để sạc pin để xem có pin nhé. À đây vẫn còn đầy pin này. Đầy pin. Nó không có sóng. Để đây nó mới có sóng. À để à treo ở chỗ này duy nhất chỗ này là mới có sóng đúng không? Vâng. Chỉ cần check khoảng mấy mét thôi là không có sóng à? Vâng. À hay. Nếu mà bằng cách nào đấy mà ở đây có 15 cái bộ đèn năng lượng mặt trời hay là một cái gì đấy pin năng lượng mặt trời thì hay quá nhỉ? Vì ở đây pin năng cũng... lượng mặt trời thì ở đây không. Có đủ nắng để đấy không? Ở đây đủ nắng anh ạ, đủ nắng nhưng mà nói chung là điều kiện của nó phải xem tùy thôi anh ạ. À, nói chung là một cái bộ đấy mình cũng không biết là giá bao nhiêu tiền cơ. Một như ở chỗ bên Phú Vá này, nó mua được một bộ nó bảo là hơn 30 cái đó. Ui dồi 30 triệu cả. Vâng. Ôi dồi ôi, thế thôi. Nó chạy bằng cả tủ lạnh. Chạy được cả tủ lạnh nhé. Vâng. À thế bộ đấy cũng xịn rồi. Vâng. Thế bộ chạy tủ lạnh cũng xịn rồi. Thế cô thì không biết tiếng Mông mà cô đi đâu rồi. Trong nhà. À, cô đang quét nhà. Vâng. Trong nhà. À, có lẽ là mình cũng tới tìm hiểu một chút về gia đình của cô về việc thực tế. Thì cũng không thể giao tiếp được với nhau. Nhưng mà có vẻ như là nhà cô vừa mua được chiếc xe máy rất là mới thì phải. Vâng. Tôi thấy nó vẫn còn ánh lên cái màu mới này. Và ông cháu thì đang làm lại đường để có thể đi xe máy vào một cách dễ dàng hơn. Đúng rồi. Cháu chào cô nhá. Ừ. Cháu về đây. Ừ. Đối với chúng ta thì điện là một cái gì đấy nó kiểu rất là bình dân, rất là bình thường và nó đương nhiên là nó phải có rồi. Nhưng mà những cái vùng đất xa xôi như này thì điện đóm nó vẫn là một cái gì đấy nó xa xỉ nhỉ? Vâng. Nó xa vời với mọi người ấy. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều cái cảnh mà đi sạc điện thoại phải đi kiểu đi bộ mấy cây ấy, xong mới đến được cái nơi mà có hệ thống điện để có thể sạc nhờ được ấy. Mà điện thoại của bà con thì đâu cũng phải là những cái điện thoại mà nó có dung lượng pin lớn đâu. Nó cũng chỉ là những điện thoại mà có xuất xứ từ Trung Quốc ấy. Thế thời lượng pin nó cũng rất là kém để sử dụng được. Cái thiết bị liên lạc ở trên vùng cao nó vất vả vô cùng. Mà chỉ có điện thoại cục gạch trong này nó mới dễ sử dụng nhờ. Vâng. Sóng ấy, những cái điện thoại mà không phải smartphone ấy. Vâng. Còn điện thoại xịn thì vào trong này thì nó cũng biến thành cục gạch luôn ấy. Nó chẳng có một cái tác dụng gì. Ngoài chụp hình rồi xem ảnh rồi có thể là... À tôi còn thấy là những cái cậu em ở trên vùng cao thì thường sẽ là đi ra những cái vùng có mạng ấy, xong rồi copy hoặc là tải những cái nội dung video ở trên YouTube ấy về xong rồi tối mới coi lại. Còn cái nội dung gì thì mình không biết, có thể là có những cái nội dung rất là bổ ích, những cái nội dung mà giải trí hoặc là có những cái nội dung gì đấy. Nhưng mà đấy là một trong những cái cách mà để cái điện thoại smartphone thông minh có thể sử dụng được ở trong những cái khu vực như này để mọi người có cái để giải trí, học tập. Đây này, nhà này cũng có người này.
Nhà vừa nãy anh em mình vừa vào đấy. À, anh em mình vào rồi à? Nhà này rồi. Đang đấy. Thôi chết rồi, tôi có bây giờ chắc là đi say rồi. Tôi không biết là bây giờ tôi đang kiểu nói chuyện kiểu gì ấy. Nếu mà hôm nay hơi say mọi người thông cảm thì có vẻ như là mình đang cảm giác như giọng của mình nó cũng hơi có một chút gì đấy men rượu hơi bay bay rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ là gần 12 rưỡi, gần 1 giờ rồi mà bụng đói ấy, xong rồi là uống rượu vào thì nó cũng không thể dễ dàng một chút nào cho cái dạ dày của mình mà. Rồi nói cũng không xong rồi. Tôi chỉ sợ một thời gian nữa thì mình thành có một nhà chờ si đây. À, chào anh nhá. Có đỗ lại được không? Ui, đỗ lại được không? Ôi dồi ôi. Qua anh ơi. Rồi, này cho nó đỡ trôi. Một bao xi là 50 cân. Hai bao là 100 cân đúng không? Vâng. Anh khoảng 50 cân nữa thì sẽ thành là 51 cân. 51 cân. 150 cân trên một chiếc xe máy như này. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 33 tuổi. 33 à? À, là sinh năm 90 à? Vâng. À, thì hơn mình 1 tuổi. Thế là mình chở sắp xong nhá? Chở mới còn chuyến nữa. Là đi ra tận ngoài xã. Tận ngoài xã ngoài kia. Vâng. Là mấy chục cây đấy. 12 cây. 12 cây. Vâng. Một ngày anh chở được bao nhiêu chuyến? Tính ra nếu như chỉ chở xi thôi thì cũng được khoảng 4 đến 5 chuyến. 5 chuyến à? Ừ. Thế là khi nào tất cả mọi người sẽ tập kết ở đây? Khi bao giờ thì mọi người sẽ tập kết hết ở đây? À, chiều nay. Chiều nay là mấy giờ anh? Chiều nay tầm khoảng 5 giờ là sẽ chở hết xi vào đây. 5 giờ là sẽ chở hết xi vào đây. Ví dụ mà em thì em cũng rất là lần đầu tiên em đến ngôi làng này ấy. Thì ví dụ mà trong trường hợp mà em muốn mời mọi người một chút nước ngọt ấy. Có được không? Ví dụ bò húc hay là coca hay gì đấy để mọi người giải khát ấy, đi lại cho nó dễ. Ừ, thoải mái mà. Thoải mái á. Nhưng mà em thì em không chắc là em sẽ ở đây đến chiều, nhưng mà có thể là em gửi anh một chút tiền xong rồi là chiều anh mua xong mang mọi người liên hoan đấy được không? Được. Thì coi như là anh cứ nói là phải có em trường em mới muốn mời mọi người một chút nước ấy. Rồi. Được không? Được mà. Nhá. Vì tôi thấy cái quãng đường vận chuyển của xi măng của mọi người cũng rất là vất vả mà. Tôi cũng rất là thích cái tinh thần của mọi người kiểu chung sức ấy, đồng lòng với nhau để mở mình cho mình những con đường ấy nhỉ. Mình vừa dễ đi lại mà phục vụ được công việc của mình ấy nhỉ. Nhá. Coca ấy được mà đúng không? Được mà. Nhưng mà cái này có bán không? Hả? Tôi thấy ông anh có một quả nanh hơi bị khủng khiếp luôn. Quả này bán không? Để làm kỷ niệm thôi. Kỷ niệm thế á? Không bán được. Quả này bao nhiêu tiền? Quả này anh đầu tư quả này bao nhiêu tiền? À, em mình mang đi bọc này hết hơn 500.000. 500.000 nhưng mà cái nanh gốc này cơ mà. À, nanh mua à, nanh này là mấy anh kiểu mình xin của mấy. Xin được á? Ừ. Anh xin được á? Ôi, thế em có xin của anh được không? Nói chung là ông anh này cũng rất là sành điệu, tôi nghĩ vậy vì đeo một cái dây này trông cũng rất là ngầu ấy. Tôi gọi một cái từ nó rất là bình dân, nó gọi là gấu ấy nhỉ. Trông rất là gấu ấy nhỉ. Không, đeo để ấy. Đeo cho đẹp thôi đúng không? À, nó có kiểu tác dụng trừ tà gì không? Có, trừ tà là quan trọng là cho cái bạc, mình bọc cái bạc này là quan trọng cho cái bạc mà. Cái bạc là mình là cái trừ tà đúng không? Đấy. Tôi thì tôi cũng không biết nói sao, nhưng mà ngày hôm nay cũng là một ngày mình khá là vui ấy. Tôi cũng rất là quý và cũng rất là, tôi không biết nói sao, rất là yêu thích cái công việc và rất là ấn tượng với công việc mà mọi người chở từng bao xi măng ở một cái nơi rất là xa từ ngoài trung tâm vào, đi một con đường rất khó để có thể mang được xi măng vào đây và mở đường cho mình. Mặc dù con đường nó không to đâu, nó chỉ là những con đường rất là nhỏ như này thôi. Nó là cái lúc trời bây giờ mình đổ được thì nó tiện lúc mà mùa mưa tới thì mình đi lại sang để đi làm, hoặc là mình đi nhà ông bà sang anh em chơi thì nó tiện hơn. Tóm lại là sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nếu như đất được biến thành một cái đường bê tông đúng không? Dù bé này nhưng mà nó tiện lợi hơn lúc mùa mưa ấy. Ủa, nó tiện cả 100 lần ấy nhờ đúng không? Đấy. Mùa mưa làm sao mình bơi được cái đường đất. Thế anh thay mặt em nhá, em tên là Trường, em ở Hà Nội, em muốn mời mọi người một chút nước ngọt. Rồi. Lúc chiều nay chiều để... anh chở xi măng, anh chở thêm một chút nước ngọt vào để mời mọi người nhá. Rồi. Ok, em gửi anh.
Bạn này đủ không? Rồi, được, được. Đủ nhá. Ok. Thế thôi bây giờ anh về đi. Muộn rồi. Cảm ơn nhá. Nhưng mà nếu mà lần sau em vào đây bán cho em cái móng đấy nhá. Được không? Hứa nhá. Thế bây giờ định đi đâu? Bây giờ đi nhiều nơi lắm. Nhiều nơi. Ừ, đi nhiều nơi xa xôi lắm. Nhiều nơi mà không có đường thì sẽ đi. Đi xong là chiều nữa ấy thì được, à, được thì quay lại vào đây. Và ngủ với đây. Và dân mình trong này. Nếu được ngủ với dân mình trong này thì ok. Thoải mái mà trong dân. Thoải mái. Đó, thoải mái. Vâng, em cũng thấy mọi người rất là thoải mái, nhưng mà em không uống được rượu đâu. Thế thôi anh đi đi nhá. Rồi. Chúc sức khỏe anh nhá. Em nhớ gửi lời hỏi thăm của em tới mọi người nhá. Rồi. Một ông anh rất là dễ thương. Giờ mình thì đang trong tình trạng chênh choáng rồi, không biết là nhiều khi nói hơi nghịu rồi. Bây giờ thì ôi, em hút thuốc hả? Vâng. Em có biết thuốc lá không có lợi cho sức khỏe không? Em biết này. Biết vẫn hút biết, hả? Vẫn hút. À, cấm nhưng vẫn cố đúng không? Vâng. Bây giờ thì có lẽ là hai anh em mình đến nhà mà ông anh đầu tiên mình gặp ấy, nhờ anh ấy làm một bữa cơm nho nhỏ. Nhỏ. Thì tất nhiên là mình nấu cơm thì mình chỉ là một phần thôi, và ăn thì mình cũng không ăn nhiều nha. Mình muốn thông qua cái bữa cơm thì cũng muốn tìm hiểu, thăm hỏi, động viên gia đình một chút. Thế bây giờ Vang cứ vào đặt vấn đề nhá. Anh phải chắc là nhắm mắt tí cho nó tỉnh ấy. Em cứ đặt vấn đề, khi nào có cơm thì anh em mình nhảy nhá. Vâng. Có gì thì anh sẽ gửi tiền nhá. Ok. Sau một cái quãng cũng khá là lâu thì cuối cùng Vang và gia đình cũng đã làm xong một bữa cơm rất là ngon. Có lẽ là ngày mai cũng là một cái chuyến đi đối với bản thân mình thì nó chưa trọn vẹn lắm, bởi vì là chưa gặp được nhiều người ở đây và cũng chưa có một cái điều gì khiến mình thực sự ấn tượng. Nhưng mà khi mà đến cuối buổi, khi mà đến được cái gia đình, đây là gia đình người quen của em đúng không? Anh tên là gì nhỉ? Lúc đầu mình gặp nhau từ đầu mà quên hỏi tên nhỉ? Tên là Giàng A Sùng. Anh Sùng à? Dạ. Thì cũng rất là cảm ơn gia đình đã có một bữa cơm rất là ngon như này. Thì có đầy đủ cả thịt, cả rau rồi mọi thứ. Đó. Nào, con ra đây. Cái đấy không sờ vào được đâu. hy vọng là thông qua cái chuyến hành trình hôm nay, thông qua cái video ngày hôm nay thì cũng là lần đầu tiên mà Trao đến với mảnh đất Yên Bái, đến với Mù Căng Chải, cũng đến một trong những cái bản làng rất là xa xôi, một cái bản làng mà chỉ có 15 hộ gia đình thôi, và mọi người cũng rất là đoàn kết và đang cùng nhau làm một con đường đẹp để có thể di chuyển được. Điều đáng tiếc là ở đây thì chưa có điện thôi nhỉ. Chỉ hy vọng là một thời gian nữa thì kéo được cái đường điện vào đây nữa thì sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều, và mọi người sẽ có nhiều những cái công cụ máy móc, rồi điện thoại, rồi mọi thứ, rồi thông tin giải trí, sóng di động các kiểu nó vào đến đây thì sẽ tốt hơn đúng không? Còn ngày hôm nay thì có lẽ là ba chén rượu rồi mình cũng thấy tê tê rồi, thấy hơi choáng choáng. Hôm nay làm nốt một chén nữa là bốn chén. Nếu mà sau này mà mọi người gặp tôi ở một cái hình ảnh mà hơi uống nhiều rượu một chút thì cũng mong mọi người thông cảm. Để đi vùng cao thì nhiều khi nó là phong tục rồi, nhập ra thì phải tùy tục rồi. Cái chén rượu nó không thể thiếu được trong đời sống của người dân vùng cao rồi. Thôi em chúc sức khỏe gia đình ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã có một bữa cơm rất là ngon. Rất là ngon. Cảm ơn Vang đã đưa anh đi một cái chuyến hành trình rất là xa, rất là dài và cũng rất là mất sức. Mời cô, mời chị nhá. Còn cháu gái đang bị ốm thì cháu ấy có một cái mâm cơm riêng để ăn rồi. Mời anh nhá. Hết nhỉ? Hết nhá. Có lẽ bây giờ thì Trao xin phép dừng video để dùng cơm. Rất cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng Trao Vlog. Xin chào tất cả mọi người trong những cái chuyến hành trình tiếp theo. Rồi, cơm đây. Cơm đây. Namo lu. Namo lu.